Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu đến các bạn một bộ ấm chén làm từ đất Tử Sa, có mẫu mã là tay ngang. Và bộ ấm chén này có kết cấu như sau. Đầu tiên là chiếc ấm. Có tay cầm thì ngang đi ạ. Đấy, người ta gọi là tay ngang ấy, hiểu không? Và thứ hai là sáu cái chén như này. Và gồm 7 chiếc đĩa. Ngoài ra bộ ấm chén tay ngang Tử Sa còn có các phụ kiện như sau. Một ống tăm. Một hộp để đựng chè. Một cái gạt tàn thuốc lá. Và một chiếc ống dùng để đựng nước thừa.